Phương Thảo kính chào quý vị và các bạn. Trước hết là những con số mới nhất về COVID-19. Tính đến hết ngày thứ Ba 28 tháng 4, trên toàn thế giới có 3.128.000 ca nhiễm COVID-19, bao gồm 217.000 người thiệt mạng. Tại Hoa Kỳ, trong một ngày qua, có thêm 20.000 người nhiễm bệnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.029.000 người, bao gồm hơn 58.000 người thiệt mạng. Tại Canada đến nay đã có 50.000 người nhiễm bệnh và 2.800 người thiệt mạng. Tỉnh bang Quebec có 25.757 người nhiễm Covid-19, bao gồm 1.682 người chết. Thành phố Montreal có 12.487 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 1.039 người thiệt mạng. Những quận có số nhiễm bệnh hơn 1.000 người là các quận Moriano 1.153 người, Cudenage, Notre Dame de Grasse 1.137 người, Ahastic, Cachevin 1.064 người. Quebec <laughs> mở cửa kinh doanh từng đợt trong tháng 5 nhiều doanh nghiệp Quebec sẽ dần dần mở cửa trở lại trong tháng 5. Thủ hiến François Legault hôm thứ Ba 28 tháng 4 loan báo các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực chính sẽ mở cửa lại trong tháng 5, bao gồm các cửa hàng bán lẻ không nằm trong các khu mua sắm hoặc nằm trong khu mua sắm nhưng có cửa ra vào ở bên ngoài, các công ty xây cất, các công ty sản xuất nhà máy và hãng xưởng, các trung tâm mua sắm sẽ vẫn tiếp tục đóng cửa. Các cửa hàng bán lẻ bên ngoài khu vực Moyan sẽ được phép mở lại vào ngày 4 tháng 5. Các cửa hàng ở Moyan sẽ mở lại vào ngày 11 tháng 5. Toàn bộ lĩnh vực xây dựng tại Quebec sẽ mở cửa trở lại vào ngày 11 tháng 5. Nhưng với những hạn chế về số lượng công nhân, những hạn chế này sẽ được dỡ bỏ vào ngày 25 tháng 5 việc mở cửa lại sẽ được thực hiện dần dần để tái khởi động nền kinh tế của Quebec mà không gây ảnh hưởng xấu đến tình hình dịch COVID-19. Loan báo về việc tái khởi động nền kinh tế của Quebec được đưa ra một ngày sau khi tỉnh bang vạch ra kế hoạch dần dần mở cửa lại các trường tiểu học và các nhà trẻ Quyết bắt đầu từ ngày 11 tháng 5, trong khi các trường tiểu học và nhà trẻ trong khu vực Moian, Lavan và các vùng phụ cận sẽ mở cửa trở lại vào ngày 19 tháng 5. Thủ hiến Lego cho biết, giống như trường hợp mở lại các trường học, các cơ sở kinh doanh mở cửa trở lại vào tháng 5 phải tiếp tục tôn trọng các hướng dẫn về khoảng cách giao tiếp. Ông nói thêm, việc mở cửa lại sẽ bị ngưng nếu nó góp phần làm tăng sự lây lan của COVID-19 tại Quebec. Tất cả các cửa hàng trong tỉnh bang ngoại trừ các tiệm thuốc, đề paner, trạm xăng, nhà hàng, phục vụ tu go và giao hàng sẽ tiếp tục đóng cửa vào Chủ nhật trong suốt tháng năm. Bộ trưởng Kinh tế Pierre Fitzgibbon cho biết các cửa hàng bán lẻ mở cửa lại sẽ cho phép khoảng 196.000 người đi làm việc trở lại. Khi lĩnh vực xây dựng hoạt động lại ngày 11 tháng 5, sẽ có thêm 85.000 người trở lại làm việc. Vào ngày 11 tháng 5, tất cả các công ty sản xuất sẽ bắt đầu hoạt động lại, nhưng với những hạn chế về số lượng công nhân, tới ngày 25 tháng 5, những hạn chế này sẽ được dỡ bỏ. Bộ trưởng Lao động cho biết vào thời điểm đó 176.000 người trong lĩnh vực sản xuất sẽ trở lại làm việc. Ông cho biết những người có thể làm việc tại nhà sẽ tiếp tục làm như vậy. Điều đó sẽ giúp cho giảm thiểu sự lây lan của virus và giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Trong khi đó, tại cuộc họp báo hôm thứ Ba 28 tháng 4 ở Moyan, thị trưởng Valerie Plant cho biết ưu tiên hàng đầu là sức khỏe của người dân khi thành phố mở lại các công trường xây dựng, hoạt động sản xuất và các cửa hàng. Bà Plant thừa nhận thời tiết ấm và sự mở cửa dần dần của nền kinh tế sẽ tạo ra một thách thức. Bà yêu cầu người dân Moyan không tụ tập, tổ chức các cuộc họp mặt xã hội hoặc thành lập các nhóm trong công viên bà Planton nói, các biện pháp bổ sung như là mang khẩu trang là vô cùng quan trọng và bà khuyến khích mọi người vào trang web y tế cộng cộng của tỉnh bang để biết cách làm khẩu trang. Thành phố cũng sẽ phân phát khẩu trang cho các tổ chức để trao cho những người vô gia cư và những người dễ bị tổn thương khác. Nhưng bà nhắc lại, mang khẩu trang không có nghĩa là mọi người có thể bắt đầu tụ tập. Bà Plan cho biết thành phố đang làm việc để làm cho mùa hè trở nên thú vị mặc dù thiếu các cuộc tụ tập lễ hội tiệc tùng và sự kiện mà người dân Montreal đã quá quen thuộc. Giám đốc cơ quan y tế công cộng bác sĩ Milan Ruin cũng khuyên người dân Montreal mang khẩu trang khi ở trong không gian kín nơi công cộng mặc dù bà nhắc lại rằng rửa tay và tránh xa người khác hai thước vẫn là cách chính để mọi người tự bảo vệ mình khỏi bị nhiễm virus bà nói khẩu trang phải trở thành một chuẩn mực xã hội trong các cửa hàng trên phương tiện giao thông công cộng và ở những nơi khác rất khó giữ khoảng cách an toàn bà cho biết các cơ quan y tế công cộng Quebec và Moyen hiện hiểu rằng nhiều người mang virus nhưng không có triệu chứng và đó là lý do tại sao bây giờ họ đang nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc che mặt, mục đích là để cho phép mọi người quay trở lại một cuộc sống ít nhiều bình thường hơn trong khi ngăn chặn làn sóng thứ hai của Covid-19. Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức trong 24 giờ qua. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị hãy nhấn nút like subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới phương thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn